Yeah, mình đã chuẩn bị đủ 1.000 subscribe rồi. Cảm ơn các bạn đã đăng ký cho mình nha. Đúng rồi nha. Cái này mà có lẩu ha. Cái này mà có lẩu rồi ngồi ăn là đúng bài luôn đúng không ta? Nàng tiên cá. What's up, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel mình. Thì thời tiết dạo này gần đây nó rất là nóng nực luôn các bạn ơi. Thì mình đã suy nghĩ là một cái ý tưởng đó rất là hay. Và ngày hôm nay mình sẽ thử làm bể bơi trên nóc nhà nha các bạn. Như các bạn thấy đó thì mình sẽ bắt đầu làm bể bơi trên nóc nhà. Tại vì chiều chiều đây là trời nó mây nó hơi nhiều rồi nên nó mát luôn. Nên bọn mình thử là làm hồ bơi trên nóc nhà và tắm xem thử cảm giác nó sẽ như thế nào ở nhiệt độ 37 độ C nha các bạn. Ok, không chần chờ gì nữa, chuẩn bị thôi. Ok các bạn ơi, thì mình đã chuẩn bị cho nó là một cái thau để bọn mình lên, bọn mình dọn dẹp vệ sinh trên nó và bọn mình bắt đầu tắm, bọn mình có thể tắm được nha các bạn. Thì ok, đây các bạn thấy không, đây là cái mà để bắt đầu mà đi lên cái hồ bơi của mình. Thì ok các bạn đi theo mình nha. Đây là cái thau này, đây là cái gì mình quên mất cái tên rồi, cái đồ múc, gọi là cái đồ múc đó các bạn ơi. Thì ok, mình sẽ chèo lên đây và mình sẽ dọn dẹp cái hồ này và bắt đầu mình có thể tắm được nha bạn. Nếu mà mình tắm trực tiếp như vậy nó rất là ngứa luôn. Thì cái hồ đây nó cũng khá là lâu rồi mình chưa dọn dẹp vệ sinh đó. Thì sẵn ngày hôm nay mình dọn dẹp vệ sinh xong mình làm cái bể bơi luôn. Thì ok, mình ra đây mình review cho các bạn cái cảnh ở đằng sau này. Thật sự nó rất là cao và nó rất là đẹp khi mà vừa buổi sáng luôn các bạn ơi. Thì ok, chiều chiều mà các bạn ra đây hoặc sáng sớm các bạn ra đây, các bạn từng thử cuộc sống, thật sự nó rất là phê, rất là đã luôn. Và ok, bây giờ mình sẽ đi dọn dẹp để mình có thể tắm. Thì thời gian bây giờ tới chiều chiều mà mình làm hồ bơi là vừa luôn các bạn. Tại vì cái thời gian mà buổi sáng thì nó hơi nắng quá, còn buổi giữa trưa thì nó cũng nắng quá. Tại vì ở dưới đây là nó không có cái bóng lớp cây á các bạn, nên mà nắng nó dễ, nói chung là quay nó rất là mệt luôn. Và hồi đó là không có ram da đen nữa nên giờ ram da đen lên quay cùng với mình cho vui. Và ok, bây giờ mình sẽ tiến hành dọn dẹp cái hồ bơi này và mình có thể tắm nha các bạn. Thì các bạn thấy đó, thì dọn đây cũng khá là lâu, cỡ khoảng 30 phút, 1 tiếng mình có thể dọn nhiều lần. Thì ok, bây giờ các bạn hãy đón xem mình dọn dẹp như thế nào nhé. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Thật sự rất là mệt mỏi luôn các bạn ơi. Dọn nửa tiếng trời giờ nó mới xong. Phát cuối hả? Ok, phát cuối. Ok. Bây giờ mình xả nước cho nó một lần xong rồi mình sẽ bắt đầu tắm cho các bạn xem. Ê, mày làm gì vậy mày? Hả? Mày làm gì vậy? Cả lương buồn quá. Mày thấy cái hồ bơi của tao sao xịn sò không? Xịn. Thì ok các bạn ơi, mình làm hồ bơi này là để một mình tắm thôi. Tại vì ram da đen bị bệnh, ram da đen không tắm được nha các bạn. Thì ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu bật nước lên và tiến hành tắm cho các bạn xem. Thì các bạn thấy cái khung cảnh ở ngoài đây thật sự nó rất là đẹp vào buổi chiều tối nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Thật sự nó hơi bị cháy sáng xíu nên các bạn thông cảm nha. Đó. Ok các bạn ơi, thật sự là lên xuống thật sự nó rất là mệt luôn. Thì hồi nãy đó mình có xuống là mình mở cái van nước để cho nó nhanh hơn. Và ok, bây giờ mình leo lên, mình đi xuống. Nó mệt muốn xỉu luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bật nước lên cho nó chảy một hồi rồi bắt đầu mình vô tắm nha các bạn.
đi lên. Sao phải không? Mình sẽ từ từ mình đợi nước một tiếng nó lắng xuống rồi mình sẽ bắt đầu mình rồi là nước lên rồi nha, bây giờ mình sẽ chạy xuống tắm cho các bạn xem. Và Ram Da Đen đứng ở trên rất là thèm phụ muốn tắm lắm các bạn ơi, nhưng mà không được đâu. Chúc cho các bạn xem. Wow, lạnh lắm á Ram ơi. Sao tự nhiên không biết là mình làm hồ bơi vào buổi chiều để làm gì nữa. Tắm cho nó buồn. Nóng thật sự. Wow. Rất là mát mẻ luôn. Làm tắm không Ram? Thôi, nhìn đi. Tắm như vậy mới được rồi. Mát mẻ. Cái này hồ bơi gì tắm vòi thì có. Tắm vòi đợi xíu nước nó lên là tắm luôn. Biết bơi không? Thôi em nghĩ sao vậy, tao trong núi mà đâu biết bơi đâu. Công nhận nước đây nó lạnh luôn các bạn ơi. Lấy nước trên chỗ nào đây? Nước giếng luôn đó. Nước nguyên chất luôn. Uống được không? Được chứ. Uống thử coi. Sao mình nó mau quá vậy? Xíu nữa nó sẽ lên dần dần và mình sẽ tiếp tục bơ cho các bạn xem. Tại sao mày lại làm như thế này? Có nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng này? Massage đó ba. Massage vô chỗ nước đó chứ. Ok bạn, đâu cần tắm bằng ấy đâu đúng không? Mình chỉ cần vài là mình tắm được rồi đúng không? Thật sự là nước nó đang chuẩn bị lên rồi các bạn ơi. Đó, nó lên được nửa chân mình rồi nè. Xíu mà nó lên nhiều nữa thật sự là bao phê luôn, bao chất luôn, giống như là cái hồ bơi tận hưởng trong nhà gì đó luôn. Nước giác phê lắm mày ơi. Nước có xíu mà làm gì căng mà. Lạ lắm ba, cảm giác này lạ. Cứu ở thằng trẻ trâu. Trẻ trâu ghê. Mát, công nhận. Cái này mà tắm vào buổi trưa thì mát, nhưng mà buổi trưa thì nó rất là nắng luôn. Sau một thời gian tắm thì thấy nó lạnh lạnh rồi đó nha. Hôm nào làm lẩu trên hồ bơi đi. Hả? Trời không? Làm lẩu trên hồ bơi luôn. Bật nước như vậy được rồi chúng anh. Làm chắc luôn đó nha. Cái đó là phải về trong mùa đông nó mới sướng không? Hả? Ăn lẩu là nóng không? Ừ. Là ngâm mình xuống nước là lạnh. Coi như là hai thế giới luôn. Là bao chất luôn đó. Bao sướng luôn. Bao đẹp. Nó lạnh từng cái đáy một. Lạnh quá. Chứ không? Cho tắm miếng thôi. Không cho. Lạnh quá trời quá đất luôn. Không cho tao tắm gì ta? Hả? Không cho tao tắm. Mày đang bệnh không cho mày tắm được. Ok các bạn ơi, thì bây giờ nước nó đã lên rồi nha, nước nó lên bực mình luôn rồi nè. Đó, thấy không? Hồ bơi di động luôn á. Cái này mà có lẩu ha. Cái này mà có lẩu là ngồi ăn là đúng bài luôn đúng không ra? Lạnh quá. Bơi không? Lạnh quá. Lạnh rồi. Trưa thì nó nóng mà giờ thì nó lạnh quá. Sướng ha. Mát đã lắm. Trời ơi, ăn lẩu với sao ăn lẩu đó mày vậy? Vô, em yêu. Trời ơi. Vô. Thấy rồi chưa? Vô. Không say không về là say là ở trên đây luôn. Dạ hả? Sướng ha. Trời ơi. Quá các bạn ơi. Khi nào đủ một canh sóc là ăn lẩu ở đây. Yeah, mình đã chuẩn bị đủ thì subscribe rồi. Cảm ơn các bạn đã đăng ký cho mình nha. Các bạn nhớ đăng ký chuông và có ý tưởng như hay các bạn hãy comment bên dưới ủng hộ mình luôn nha. Để mình có động lực mình làm hơn nữa. Ok. Tự nhiên để cái thau ở đây là sao? Mày bỏ đi thằng này. Lạnh quá trời luôn á. Nào tiên cá. Thế làm tiên cá này như tao không? Không. Gì? Thế ai mà làm tiên cá này như tao không? Chưa biết luôn á. Vậy không nói đâu. Chu. Kìa. Thử nhảy từ trên kia coi. Vô.
Được chưa? Được. Đi thang chưa? Rồi. 1, 2, 3. Mọi người thấy mặt rạc có đẹp không? Nãy sáng mọi người. Mày quay đi liền. Ok. Cho mày nhảy lại. Rồi nhảy lại nha. Mọi người xem nha. Nãy mình giỡn thôi. Nhảy lại nha. Vậy vậy. Rất là nha. Đảo. Sướng không? Đã, 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 đã. Cái này có tin vào đàn bà không? Đã. Còn tin vào đàn bà. Cái này là sao? Rửa hả? Rửa luôn hả? Rửa cho nó sạch luôn hả? Coi như không nghe, không nói. Tao nghe nó nói gì luôn đúng không? Phê chưa? Phê lạnh quá trời luôn các bạn ơi. Ăn gì vậy? Đúng không? Không, ở view ở đây chiều chiều là bao đẹp đúng không? À. Cái mận ngay cạnh cái hồ luôn mọi người. Hái đã rồi, ăn luôn. Quay toàn cảnh cái hồ cho các bạn xem, thấy không? Đây cái hồ nha mọi người. Các bạn thấy hợp lý cái hồ đó không? Ngon, mận ngon kìa. Hả? Ngày ai hái á? Tao hái. Ngày mày trả con tao coi phim cái gì? Trả con mày một trái thôi. Thì sau một thời gian thì bọn mình đã ngồi đây và cơ thể mình cũng đã ấm hơn rồi. Bây giờ mình sẽ đi tắm lại nha các bạn. Thì video của mình xin kết thúc ở đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn like và một nút subscribe luôn cho mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo.